Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và rất lâu rồi mình mới quay trở lại với một cái bài review. Và cái sản phẩm ngày hôm nay mình nhận được là một cái cục sạc Xiaomi Power Bank 3, cục sạc dự phòng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cục sạc dự phòng này để coi thử xem là với cái mức giá đâu đó khoảng 300.000 đồng thì chúng ta có đáng mua cái cục sạc này để chúng ta có thể sử dụng hay không nhé. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ nói về phần thiết kế. Thì với cái vỏ nhựa và được khắc vân như thế này á, thì khi mà chúng ta cầm trên tay cái cục sạc Xiaomi này, nó tương đối là chắc chắn. Và cái vỏ của nó thì đây các bạn có thể thấy, mình dùng, mình rớt vài lần rồi nhưng mà cảm thấy nó vẫn chưa có xi nhê một tí gì cả. Chúng ta phải rớt rất mạnh thì mới có thể bị ảnh hưởng đến phần vỏ hay là cái phần ruột ở bên trong. Và đó là cái trải nghiệm về cái phần thiết kế của mình trên cái cục sạc này, tương đối là nhỏ gọn. Mình có dùng một cái cục sạc khác, vừa là một cái cục sạc dự phòng và vừa là một cái đốc sạc luôn, mà nó cao lên như thế này. Và với những cái lúc mà mình cần phải di chuyển nhiều và khi mà mình cần phải bỏ một cái cục sạc vào túi quần để mà mình sạc với điện thoại á, thì gần như cái cục sạc đó nó quá to. Và với cái Xiaomi Mi Power Bank 3 này thì nó hoàn toàn có thể cho vào túi quần của mình một cách nó gọn gàng, và khi mà mình lấy ra thì nó cũng không có quá là lộng cộng để mà mình có thể lấy ra được cái cục sạc này. Một điểm nữa mà mình đã lựa chọn cái cục sạc của Xiaomi này đó chính là nó có một cái mức dung lượng pin tương đối là ổn định, khoảng 10.000 mAh. Đây là một cái mức trung bình của những cái cục sạc loại nhỏ bây giờ, loại mini bây giờ thì trung bình là 10.000 rồi. Tại vì khi mà bạn dùng một ngày với điện thoại rồi là chúng ta sẽ có nhiều những cái thiết bị khác, thì các bạn chỉ cần dùng đâu đó khoảng 10.000 mAh cho một ngày các bạn đi làm việc là đã quá là ổn định rồi. Nếu như to hơn thì chúng ta sẽ phải có một cái cặp hay là một cái túi gì đó để các bạn có thể đeo theo. Và thực sự thì với cái cục sạc 10.000 mAh này thì Xiaomi họ cũng hỗ trợ cho chúng ta tổng cộng là 3 đầu ra và có thể tương thích được với tất cả những cái dòng máy, tại vì nó có cái công suất sạc tối đa lên tới tận là 22,5W. Có nghĩa là các bạn sẽ không sạc được cho laptop thôi, còn từ iPad, máy tính bảng cho tới Nintendo Switch trở xuống, cho tới đồng hồ, đeo tay các thứ, Xiaomi Mi Band, Apple Watch các thứ, thì các bạn đều có thể sử dụng cái cục sạc này để mà chúng ta sạc cho những cái thiết bị kiểu như vậy. Nói về ba cái cổng đầu ra này thì mình cũng có chia sẻ với các bạn một chút về cái công suất của nó. Với hai cổng USB A và một cổng USB C này, nếu như các bạn dùng rồi, nó sẽ có cái công suất là khoảng 22,5W là công suất tối đa của cái cục sạc này. Tuy nhiên nếu như các bạn cắm cùng lúc 3 thiết bị vào cái cục sạc này thì nó sẽ dao động ở cái mức là khoảng 5V 3A, có nghĩa là dao động ở mức khoảng 15W. Và để nạp được cho cái cục sạc Xiaomi này á, thì các bạn sẽ sạc qua một cổng USB-C và một cổng USB micro USB như thế này. Ở đây chúng ta cũng sẽ có đèn ở một cái phím nguồn và đèn để mà chúng ta có thể sử dụng. Và mình cũng đã có trải nghiệm của mình với cái con iPhone 12 Pro Max, khi mà đêm qua á, mình có sử dụng cái cục sạc này và nó còn khoảng nhấp nháy một nấc pin, nhấp nháy một nấc đèn, và mình sạc từ đâu đó khoảng 9 giờ cho đến là 10 giờ hơn một tí, và cái mức sạc của mình là từ 9 cho đến 84%, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ một tí, và được khoảng là đâu đó khoảng 70% cho cái chiếc iPhone của mình. Có nghĩa là cái mức sạc của nó tương đối là ổn định, và trong cái lúc mà mình sạc, mình có kiểm tra thì cái chiếc iPhone của mình nó không hề bị nóng. Đó là nhờ những cái con chip mà Xiaomi họ có tích hợp vào trong này, bao gồm chip bảo vệ đoạn mạch nè, chống nóng máy, rồi là chip bảo vệ đầu vào đầu ra. Nói chung là khá là nhiều để giúp cho cái chiếc máy của chúng ta trong lúc sạc thì nó sẽ ổn định nhất có thể. Rồi, và cái mức giá của nó dao động ở đâu đó khoảng 300.000 đồng thì với mình thì đây là một cái lựa chọn tốt, một cái lựa chọn khá là ngon nghẻ để mà chúng ta có thể sử dụng trong công việc hàng ngày, cũng như là các bạn có thể mang đi du lịch, mang đi đâu đó làm việc trong vòng một ngày thì chúng ta có thể sử dụng một cái cục sạc nhỏ nhỏ mini như thế này thôi thì nó sẽ tiện lợi hơn. Rồi, và nếu như mà các bạn quan tâm tới cái cục sạc này thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video để các bạn có thể tiện tham khảo rồi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.